Nếu mà cô đi khắp nơi thế, cô có nghĩ là mình sẽ thất bại không? Cô có cảm thấy lo lắng về thất bại không? Thì cô chả lo gì cả. Nói thật lúc đấy là cô không nghĩ một cái gì cả. Cô chỉ nghĩ là đâu tốt nhất thì cô mang con cô đến. Quan điểm của cô sống là gì? Làm cái gì tốt nhất trong cái mình có thể vào cái thời điểm đấy. Những tràng pháo tay, những cái ôm thấm thiết, những lời sẻ chia chân thành từ mẹ của Thiện Nhân và đạo diễn Đặng Hồng Giang đã khép lại chương trình giao lưu với rất nhiều rung động, để lại trong lòng các thầy cô và học sinh trường quốc tế Canada những suy tư, những lắng đọng trong tâm hồn mình.